Gần đây, tin tức về trẻ em bị chết não và cha mẹ bị lừa ký hiến tặng cho con đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Vụ việc một sinh viên tử vong một cách kỳ lạ sau 2 tháng điều trị bong gân ở chân, bác sĩ nói chết não còn hiến tặng nội tạng. Hiện nay, các báo cáo về tội ác mùa cướp tạng đã lan ra toàn xã hội Trung Quốc. Nhiều người trẻ bị hiến tặng vì không may bị ngã hoặc tai nạn nhẹ, lại bị bác sĩ kết luận là chết não mang đi mổ cướp nội tạng khiến xã hội bất bình. Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã diễn ra hơn 20 năm qua. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Điểm Nóng trên kênh DBC. Kính thưa quý vị, theo tuyên truyền của Trung Quốc, việc hiến tặng người tuân theo nguyên tắc tự nguyện và không thu lợi. Tuy nhiên, sự thật có phải như vậy hay không? Vào ngày 24 tháng 7 năm 2023 vừa qua, Trung tâm Quản lý Hiến tặng của Trung Quốc đã ban hành thông báo về việc phát động mùa đăng ký tình nguyện quốc gia và tuyên truyền hiến tặng, thực hiện các hoạt động quảng bá trên toàn quốc nhắm đến các bệnh viện, doanh nghiệp và khu dân cư, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong các trường học. Khi sự kiện được tổ chức tại Đại học Tài chính và Kinh tế Ninh Ba, hơn 200 giáo viên và sinh viên đã đăng ký cam kết tình nguyện hiến tặng tạng ngay tại chỗ. Các hoạt động hiến tặng của Trung Quốc không chỉ lừa dối nhiều sinh viên đại học trưởng thành, mà còn vươn bàn tay đen vào các trường cấp 2 và tiểu học. Trên mạng Internet có rất nhiều video liên quan. Dưới sự tuyên truyền sai lệch và lừa đảo, một số học sinh không thể nhìn rõ sự thật. Các em nghĩ rằng hành động ký vào đơn hiến tặng chính là cách thể hiện tình yêu thương. Ông Hoàng Khiết Phu, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc, từng đề xuất rằng Trung Quốc có tiềm năng trở thành gã khổng lồ toàn cầu trong lĩnh vực ghép tạng. Ông nói, Trung Quốc có nguồn nhân lực dồi dào và thiết bị y tế tiên tiến có tiềm năng trở thành quốc gia cấy ghép nội tạng hàng đầu. Đồng thời, ông cũng kêu gọi thu hút thêm nhiều bệnh nhân quốc tế đến Trung Quốc phẫu thuật ghép tạng. Nhân lực giàu có mà ông Hoàng Khiết Phu nhắc tới chẳng phải chỉ hơn 1 tỷ người Trung Quốc hay sao? Ông ấy đã nói điều này không chút do dự. Theo ông Hoàng Khiết Phu, hàng tỷ người này vẫn đang đồng hành và có thể được sử dụng làm nguồn hiến tặng bất cứ lúc nào. Điều này không chỉ cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn đầu trở thành nhà vô địch về ghép tạng hàng đầu thế giới, mà còn thu hút người nước ngoài đến ghép tạng, thúc đẩy ngành y tế cũng như thu nhập ngoại hối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hoạt động ngầm dưới lớp vỏ tự nguyện hiến tặng. Báo cáo cho biết, một phụ huynh ở Trung Quốc đã lên án việc đứa con 28 tuổi của anh nhập viện tại Bệnh viện Đồng Tế. Bác sĩ điều trị Lý đã từ chối phẫu thuật và 2 lần tuyên bố đứa trẻ chết não chỉ dựa trên kết quả chụp CT và thuyết phục gia đình dừng điều trị mà đồng ý hiến nội tạng của đứa trẻ. Gia đình từ chối, bác sĩ thậm chí còn làm giả hồ sơ điện tâm đồ tử vong, cộng tác với nhân viên nhà xác và nhà tang lễ để lấy trộm nội tạng của đứa trẻ. Sau khi bác sĩ này bị người nhà nạn nhân tố cáo, bệnh viện không những từ chối điều tra và trừng phạt mà còn thăng chức bác sĩ lên giáo sư, thăng chức chức danh chuyên môn sau đó. Hàng loạt bài viết của người nhà bệnh nhân cho thấy, ban đầu người nhà nhiều lần tố cáo bác sĩ Lý lên lãnh đạo Bệnh viện Đồng Tế nhưng không có ai trả lời. Người nhà bắt đầu công khai khi đặt câu hỏi liệu hành vi của bác sĩ có phải là hành vi được bệnh viện ngầm chấp thuận hay không. Sau đó, gia đình nạn nhân đã báo cáo vụ việc lên Công an, Ủy ban Y tế Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Kiểm tra Giám sát Kỷ luật, yêu cầu điều tra kỹ lưỡng bác sĩ Lý và Bệnh viện Đồng Tế, đồng thời hét lên rằng bệnh viện không được phép trở thành một nơi hợp pháp để các bác sĩ độc ác giết người theo ý muốn. Hiện tại, chỉ dựa trên những thư báo của gia đình bệnh nhân cũng không thể xác định liệu bác sĩ Lý và Bệnh viện Đồng Tế có liên quan đến hành vi lừa đảo và đánh cắp nội tạng của bệnh nhân hay không. Bệnh viện Đồng Tế đã bị đưa vào danh sách điều tra của các tổ chức quốc tế vì nghi ngờ thu hoạch nội tạng quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công từ nhiều năm trước, theo thông báo của các bậc phụ huynh. Từ lâu, việc thu hoạch nội tạng đã bị các tổ chức quốc tế cảnh báo người dân. Đây là ngành công nghiệp hiện nay giúp nền kinh tế phát triển và các bệnh viện đều thực hiện việc này âm thầm và đang trở nên phổ biến tại Trung Quốc. Thanh niên bong gân đầu gối chết não sau 2 tháng nằm viện. Long Tinh Vũ, sinh năm 1998, ở làng Long Môn, thị trấn Tân Điền, phố huyện Tân Thiệu, tỉnh Hồ Nam.
nạn nhân đến sân bóng chuyền không may bị trẹo đầu gối và không thể đứng vững. Sau khi đầu gối phục hồi, phát hiện bắp chân sưng tấy, Long bất tỉnh vào ngày 30 tháng 3 năm 2023 và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Mặc dù nhịp tim đã được phục hồi, nhưng bác sĩ nói anh ta bị phù não nặng và tắc phổi. Nhiều giáo viên và các bạn cùng lớp đã phát động một cuộc gây quỹ trực tuyến để quyên tiền, phẫu thuật và sớm điều trị cho Long. Chỉ vài ngày, tin quyên góp được lan truyền, cộng đồng đã góp gần 400.000 nhân dân tệ. Ngày 23 tháng 5 năm 2023, sau 2 tháng kể từ khi Long nhập viện, bác sĩ đã đưa ra kết luận chẩn đoán cuối cùng. Long được xác nhận là đã chết não. Ngày hôm sau, trái tim, gan, hai quả thận và cặp giác mạc của Long đã được hiến tặng cho 4 người. Thông tin này đã thu hút sự chú ý của trong và ngoài nước. Theo NTD trích dẫn đánh giá của cư dân mạng, đã có nhiều điểm nghi vấn về cái chết của nạn nhân, bao gồm 1. Bong gân chân có thể khiến ngừng tim đột ngột sao? Báo chí đưa tin rằng Long mua chiếc nẹp đơn giản hơn 100 tệ trên mạng do cố định không tốt nên vấn đề ở chân không thuyên giảm. Mấy ngày sau, cẳng chân xuất hiện tình trạng sưng phù. Chân bị sưng phù cũng không thể nào gây nguy hiểm cho tính mạng được, cũng không phải bị rắn độc cắn. 2. Nạn nhân bị ngưng tim đột ngột mà quả tim này vẫn có thể hiến tặng. Trái tim được hiến tặng phải là loại khỏe mạnh, nhưng trái tim khỏe mạnh thì không thể dễ dàng bị ngưng tim đột ngột được. 3. Tại sao truyền thông Trung Quốc luôn tuyên truyền khuyến khích hiến tặng? Cư dân mạng này kết luận, tính mạng của mỗi người đều là bình đẳng, không có chuyện tính mạng của người này lại cao cấp hơn người khác. Mỗi chúng ta đều nên trân quý sinh mạng quý báu của mình. Tuy trường hợp của Long được tuyên bố là đã hiến tặng nội tạng, nhưng những nghi vấn trên khiến ngoại giới không khỏi liên tưởng tới vấn nạn mổ cấp nội tạng. Hiến tặng sau khi chết não, điều gây ra sự sợ hãi và chỉ trích. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thúc đẩy mạnh mẽ việc hiến tặng trong trường học và khuyến khích, thậm chí ép buộc học sinh ký vào giấy đồng ý hiến nội tạng. Đồng thời, các phương tiện truyền thông của Đảng cũng rầm rộ đưa tin một thiếu niên đã hiến nhiều bộ phận cơ thể sau khi nhập viện và bị chết não. Cư dân mạng chỉ trích, tố cáo kiểu tình nguyện hiến tặng này không phải là tình người mà là giết người có tổ chức. Một số cư dân mạng còn cho biết, sau những vụ tai nạn chết não, nhiều thanh niên đã tự nguyện hiến nội tạng và ghép thành công trong thời gian ngắn, cứu được nhiều mạng sống. Đây không phải là sự hy sinh cao cả trên thế giới, cũng không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đây là thu hoạch nội tạng, một tội ác giết người có tổ chức thường được thực hiện ở Trung Quốc. Có hàng triệu người Trung Quốc đã mất tích mà không bao giờ được tìm thấy, đặc biệt là nam sinh viên đại học ở Vũ Hán đã thu hút sự chú ý của xã hội và trở thành một ẩn số đáng sợ. Chính quyền Trung Quốc luôn che giấu sự thật và việc này liệu có liên quan đến nạn thu hoạch nội tạng sống hay không? Một bài viết có tiêu đề "Nghĩ kỹ thấy thật khủng khiếp" vì sau hơn 30 sinh viên Đại học Vũ Hán mất tích bí ẩn đã được lan truyền mạnh mẽ trên Internet vào tháng 9 năm 2017. Bài viết loại trừ khả năng sinh viên bị bán, bị bắt cóc, bị khống chế vì phạm tội, thậm chí bị người ngoài hành tinh bắt cóc, v.v. Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ tác giả của bài viết với tội danh lan truyền tin đồn. Số lượng sinh viên đại học mất tích ở Vũ Hán vẫn tiếp tục tăng lên. Có cư dân mạng chỉ ra rằng tổng số có thể lên tới cả 100 người. Vào năm 2006, việc thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công bị phanh phui, thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Các mục tiêu bị thu hoạch nội tạng sống cũng mở rộng sang các nhóm dễ bị tổn thương và các đối tượng bị đàn áp khác. Tổ chức Thế giới điều tra về cuộc đàn áp Pháp Luân Công WOIPFG đã công bố 730 bản ghi âm cuộc điều tra về nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ước tính Trung Quốc có thể thực hiện từ 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép mỗi năm với nguồn cung chính từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác bị giam giữ trong hệ thống tư pháp đã bị chính trị hóa của Trung Quốc. Nghị quyết mang tính bước ngoặt để điều tra và trừng phạt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thưa quý vị, lần đầu tiên sau gần 25 năm, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết tập trung hoàn toàn vào việc chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc vì cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Trong khi các nghị quyết trước đây chủ yếu đề cập đến vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công và những người khác, cột mốc mới nhất đưa ra những hành động mang tính quyết định đối với những thủ phạm liên quan đến việc đàn áp và giám sát các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và nước ngoài, bao gồm các cuộc điều tra quốc tế, nhiều biện pháp trừng phạt khác nhau và truy tố hình sự.
Nghị quyết P9TA-2024-0037 được thông qua vào ngày 18 tháng 1 năm 2024 tại Strasbourg sau cuộc bỏ phiếu phòng báo chí EU nhắc lại rằng Trung Quốc phải thả tất cả các học viên Pháp Luân Công và chấm dứt cuộc đàn áp. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola sẽ chuyển nghị quyết này tới các tổ chức EU, các quốc gia thành viên và chính quyền Trung Quốc. Bắc Kinh vẫn chưa phản hồi công khai về nghị quyết này kể từ ngày 19 tháng 1 năm 2023. Tương lai cho phản ứng quốc tế. Việc áp dụng này của Nghị viện châu Âu đã mở đường cho những phản ứng mạnh mẽ của quốc tế. Các khuyến nghị do các thành viên của tổ chức này đưa ra có liên quan đến nhiều cơ quan chính phủ dân chủ đang tìm cách ngăn chặn hành vi vi phạm quy tắc và công ước quốc tế của Bắc Kinh. Vào năm 2023, một số hành động khác của chính phủ trên khắp thế giới đã kêu gọi chấm dứt hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công, bao gồm cả Hoa Kỳ, Canada và Vương quốc Anh. Các đạo luật và nghị quyết nêu trên đặc biệt đề cập đến vấn đề cưỡng bức và thu hoạch nội tạng. Trong bài viết Đảng Cộng sản Trung Quốc là ác ma hủy diệt nhân loại, đăng ngày 23 tháng 4 năm 2022 trên trang web chính thức của WOIPFG, Chủ tịch Uông Chí Viễn viết rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng kho nội tạng sống này, các học viên Pháp Luân Công, để tạo ra một chuỗi kinh tế đẫm máu, từ đó hình thành một ngành công nghiệp khổng lồ sinh lãi nhiều hơn cả buôn bán ma túy và buôn bán vũ khí. Điều đáng sợ là chuỗi tiền đen này đã lan rộng khắp Trung Quốc và có mối liên hệ mật thiết với nhau. Nhu cầu về nội tạng trong ngành cấy ghép ngày càng lớn trước sự hậu thuẫn của Đảng Cộng sản Trung Quốc và lợi nhuận khổng lồ mà nó mang lại. Khi nội tạng của các học viên Pháp Luân Công không thể thỏa mãn lòng tham vô độ của họ, các thế lực đen tối đứng sau hậu trường chắc chắn sẽ vươn ra ngoài xã hội. Ngày 27 tháng 3 năm 2023, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật ngăn chặn mổ cấp nội tạng năm 2023 với số phiếu áp đảo là 413-2. Đạo luật này nhằm trừng phạt những người tham gia hành động mổ cướp nội tạng và yêu cầu chính phủ báo cáo hàng năm về các hoạt động liên quan đến ghép tạng bất hợp pháp trên thế giới. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.